Chị nghe rõ không? Quý vị nghe rõ chưa? Dạ, chúng con nghe rõ rồi sư. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, chúng con kính chào sư. Dạ rồi. Tiếp nối các bài giảng hôm trước. Bài giảng hôm nay chúng ta bàn về cái chữ gọi là tư lương, chữ tư lương, tiếng Pali gọi là ba thay giá, ba thay giá tiếng Tàu dịch là tư lương. Tư lương có nghĩa là cái mà mình mang theo trong những cái hành trình đường dài đó thì gọi là tư lương. Tư lương tiếng Pali gọi là pathaya, nó từ cái chữ patha là con đường, giống như chữ path trong tiếng Anh vậy đó, cộng thêm là patha cộng với aya là pathaya, là tư lương, là cái hành trang mà mình mang theo trên đường. Thì để bắt đầu một cái hành trình đó, chúng ta phải cần đến những cái chuẩn bị cần thiết. Một cái đoạn đường ngắn mình đi du lịch trong vài hôm, vài giờ đồng hồ, vài mươi cây số, vài trăm cây số, thì chúng ta cũng phải có những cái chuẩn bị cần thiết. Bên châu Âu thì họ sử dụng cái phương tiện công cộng nhiều, cho nên mình thấy họ đi đâu cũng có cái ba lô. Còn bên Mỹ thì hầu như ai cũng đi đứng bằng xe hơi đó, cho nên người Mỹ ít dùng ba lô. Còn người châu Âu thì dùng nhiều, châu Á cũng vậy. Đó gọi là tư lương. Tư lương là cái mà mình mang theo trên đường. Đó là những quãng đường ngắn. Còn quãng đường dài đó là cuộc đời, cuộc đời của mình và cái dòng sanh tử từ đời này sang kiếp khác. Thì đó lại là một cái hành trình thâm thẳm. Mà đối với đoạn đường ngắn mà mình còn có những chuẩn bị thì nói chi là những đoạn đường dài. Thì trong cái bài giảng trưa nay tôi sẽ nói nhiều về chữ tư lương theo tinh thần Phật pháp. Tôi nói rất là nhiều lần đó là cái tư lương hay là cái hành trang của mỗi chúng sinh trong đời này, từ phạm thiên cho tới con ruồi con dòi, thì ai cũng phải có một cái tư lương, có cái hành trang để mang đi trên đường hết. Vấn đề là mình mang theo cái gì, mình mang theo cái gì. Có rất là nhiều khi ở trong cái túi hành trang của mình đó, nó có những cái món không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm có hại. Thí dụ như các vị tưởng tượng trong ba lô các vị, mà các vị chứa vũ khí, súng ống, rồi ba cái chất độc hay là hàng cấm, thì các vị nghĩ chuyến đi các vị nó sẽ khó khăn cỡ nào. Đây. Và đồng khi đó những cái thuốc men, những cái thức ăn hoặc là đồ ấm mà mình lại thiếu thì mình cũng sẽ khó khăn như thế nào. Ở đây cũng vậy, tức là cái hành trang của mỗi chúng sinh trong đời này nó gồm có ba thứ. Đó là cái tiền nghiệp thiện ác trong quá khứ, nó cộng với cái khuynh hướng tâm lý, và cái thứ ba là cái môi trường sống. Ba cái thứ này nó được gọi là tư lương của mỗi người. Mà cái điều mà tôi đặc biệt muốn nói nhiều trong cái bài giảng trưa nay đó chính là cái tư lương đó, cái hành trang đó, nó không phải chỉ một lần chuẩn bị là đủ, mà cái hành trang trong cái đời, trong cái từng cái chuyến đi ngắn của mình trong đời mình đó, mình chỉ cần một chừng vài mươi phút chuẩn bị là xong đó. Hoặc có nhiều khi là mình, cái người mà chậm chạp đó thì họ mất những ngày là chuẩn bị xong cái vali đó rồi. Nhưng mà cái hành trang mà sanh tử đó thì chúng ta phải chuẩn bị một đời. Mà có điều nó đặc biệt thế này, chuẩn bị một đời qua từng phút, chứ không phải một đời mà qua từng tháng, từng năm, mà là qua từng phút, mà là chuẩn bị một đời. Và cái đời sau kiếp khác của chúng ta rất có thể là 15 phút nữa, rất có thể là 5 phút nữa. Đấy. Cho nên cái khái niệm mà hành trang ở đây nó phải được hiểu
khác đi, phải đi hiểu khác đi. Trong mỗi cái suy nghĩ của mình là chúng ta đã kín đáo có thêm những món hành trang mới cho cái đời sau kiếp khác. Và tôi nói rất là nhiều lần, mỗi phút trôi qua trong đời sống, mỗi phút trôi qua là chúng ta đang kín đáo, đang kín đáo gây dựng, xây cất một cái nơi chốn cho mình trong đời sau kiếp khác. Trong mỗi phút, trong mỗi phút chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Nha. Ở đây có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất, trong mỗi phút là chúng ta đang kín đáo xây dựng một cái chốn về cho tương lai. Trong mỗi phút chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Và chính vì cái hành trang của chúng ta nó gồm ba thứ như tôi vừa nói, đó là cái tiền nghiệp quá khứ. Ở đây chúng ta nhớ rằng cái tiền nghiệp đó, là cái, nếu mà dịch từng chữ tiền nghiệp hay là túc, túc nghiệp, túc ở đây có nghĩa là đời trước, kiếp trước, túc là xưa cũ nha, chứ không phải túc là đầy đủ. Ở đây chữ túc là phải hiểu là xưa cũ. Tiền nghiệp và túc nghiệp ở đây nó phải được hiểu cặn kẽ như thế này. Cái túc nghiệp của đời này đó là được gây dựng từ quá khứ. Nhưng mà những gì chúng ta đang làm bây giờ đó, nó lại là túc nghiệp hay là tiền nghiệp cho kiếp sau. Nhớ cái đó. Muốn biết đời trước mình đã làm gì thì coi bây giờ mình đang ra sao, và muốn biết kiếp tới mình sẽ ra sao thì phải xem bây giờ mình đang như thế nào. Tới đây thì các vị cũng thấy rằng thường quá, cái này tôi biết rồi, tôi biết rồi, tại sao ông cứ nhắc hoài. Nhưng mà cái chuyện mà tôi muốn nói là thế này: trong toàn bộ đời sống 75 năm, 90 năm, 100 năm của mình á, nó chỉ gói gọn trong có mấy chữ thôi quý vị. Chữ tưởng, chữ tư, chữ xúc, chữ thọ, cái mấy chữ đó thôi. Tưởng là gì? Tưởng là những cái khái niệm, những kinh nghiệm, những ấn tượng, đó là gọi là tưởng. Tại sao tôi thích cái đó, tại sao tôi lại ghét cái đó, thì do ba cái điều kiện sau đây. Đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính vì ba thứ này nó mới làm cho tôi, nó mới tác động, nó mới làm cái nền tảng nhận thức, nền tảng tư duy, nền tảng cảm xúc của tôi, để cho tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, tôi chọn lựa cái này, tôi từ chối cái nọ. Lớn diện như vậy đó, chính ba cái thứ đó. Và mình tu tập là mình quan sát mình trong từng phút để mình nhận diện rằng mình đang thích cái gì, mình đang ghét cái gì và tại sao. Tại sao đang thích cái gì và tại sao, và cái thích đó có nên hay không nên. Có nên hay không nên. Và nếu mà nói đến thích ghét đó, thì nó diễn ra trong từng phút trong đời sống mình, từng phút. Có người một đời, cả năm, suốt tháng, suốt ngày, là họ chỉ tập trung vô có một cái thứ gì đó với tất cả niềm đam mê, khao khát, thiết tha, khắc khích này. Rồi cái niềm khát khao, cái niềm đam mê một đời ấy đó, nó lại diễn ra, nó được vung sới, nó được tài bồi trong từng phút, trong từng phút. Người tu tứ niệm xứ có chánh niệm thường trực liên tục thì mới thấy được cái đó, mới thấy được tại sao mình thích cái đó, tại sao mình ghét cái đó, và cái thích cái ghét đó nó có hại, nó có lợi như thế nào. Hồi nãy tôi nói rồi, toàn bộ cái cuộc sống của mình nó chỉ gói gọn trong có mấy chữ thôi. Chữ xúc, chữ thọ, chữ tưởng, chữ tư. Xúc là cái gì? Xúc đó là cái sự cái sự gặp gỡ giữa sáu căn và sáu trần. Sáu căn của mình nó thường làm việc với cái gì thì đó chính là đời sống của chúng ta, đó chính là sáu xúc đó. Nó là sáu xúc đó, xúc ở đây là vậy đó. Xúc ở đây nó không có nghĩa là touching không, mà nó còn có nghĩa là gathering, đó là cái sự hội tụ, mà nó cũng là tất cả những cái hoạt động của chúng ta. Đi câu cá, đi nhảy đầm, đánh bài, vào thư viện, đi ngồi thiền, đi phục vụ, đi làm thiện nguyện, tất cả những công việc đều là xúc hết, đều là xúc.
đi làm bếp, rồi làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc nhan sắc, đều là xúc hết, đều là những cái giây phút mà sáu trần nó làm việc với sáu căn, sáu căn làm việc với sáu trần nha. Thì sáu trần mình, sáu căn mình sống nhiều với trần nào trong sáu trần thì đó chính là xúc. Thì chính cái đời sống của mình đó, đối với sáu trần nó lại tiếp tục nó gây dựng ra một cái tương lai tương ứng với cái kiểu sống hiện tại của chúng ta. Nhớ cái đó, đó là sáu sáu xúc. Sáu thọ là sao? Có nghĩa là cái gì mà nó có tác động đến cảm giác của mình nhiều nhất, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái, làm cho mình cảm thấy khó chịu, thì cái đó gọi là thọ nha. Thì toàn bộ đời sống của mình nói đó là gồm chỉ có sáu xúc thôi, không xài. Mà nói một cách khác, toàn bộ đời sống của mình nói nó chỉ là đời sống của feeling, của emotion, cũng không sai. Chính xác, đời sống mình chỉ là đời sống của cảm giác. Từ lúc nằm nôi trong tay mẹ cho đến lúc lớn lên trưởng thành vào đời của sự nghiệp, rồi trở thành một ông cụ bà lão, thì toàn bộ đời sống mấy chục năm đó của mình ấy, nó chỉ gói gọn trong cái cảm xúc thôi. Đấy. Đứa bé là sao nó khóc? Là bởi vì nó đang khó chịu, nó ngứa, nó đói, nó lạnh, nó nực, nó bị đau, làm cho nó khó chịu, nó khóc. Tại sao nó cười? Là vì nó cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy sảng khoái, nó mới cười. Rồi lớn lên đi vào đời, chúng ta thương cái này, thích cái kia, thương người này, ghét người nọ. Rồi chúng ta có được cái mình thích, hoặc là phải chấp nhận cái mình ghét. Tất cả những cái đó, nó làm nên cái đời sống cảm xúc của mình. Đó. Thì như vậy, nói gọn là toàn bộ đời sống của mình, nó chỉ cứ nằm ở trong cái sáu thọ thôi. Tức là con mắt mình nó thấy những cái mình thích hay là những cái mà mình khó chịu. Lỗ tai của mình nghe những cái mà mình thích hay làm cho mình khó chịu. Mũi của mình ngửi những thứ mà mình thích hay là khó chịu. Lưỡi của mình nó tiếp xúc những cái vị làm cho mình thích thú hay là khó chịu. Cái xúc giác của mình, rồi cái ý thức của mình nó cũng tiếp xúc với những thứ mà nó làm cho mình cảm thấy thoải mái hay là khó chịu. Cả đời sống của mình chỉ quẩn quanh có bao nhiêu đó thôi, gọi là sáu thọ nha. Cho nên đời sống của mình nói vắn tắt nó là đời sống của sáu xúc cũng đúng, nói sáu thọ cũng đúng. Mà hành trình tam học là sao? Hồi xưa trước khi biết đạo đó, chúng ta chỉ theo đuổi có cái thích, ghét, buồn, vui. Nhưng bây giờ biết đạo rồi thì có những cái mình thích nhưng mà mình không có tiếp tục, bởi vì nó có hại cho đời sống tâm linh tinh thần. Có những thứ mình ghét, mình có ưa, nhưng mình vẫn phải tiếp tục vì nó có lợi cho đời sống tâm linh tinh thần, nó có lợi cho mình, cho người khác, cho đời này và kiếp sau, thì dầu khó chịu cũng phải ráng. Còn có những thứ mình thích nhưng mà nó có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho đời này và cho kiếp sau, có hại cho tinh thần, có hại cho thể xác, thì mình tránh. Nhớ nó khác chỗ đó. Thì cái tránh đó, cái ý thức kiên tránh nó được gọi là giới. Cái khả năng tập trung tinh thần trong cái hành trình sống thiện, cái khả năng đó được gọi là định. Cái khả năng nhận thức được mình đang như thế nào và cái gì nó đang xảy ra, đó chính là tuệ nha. Toàn bộ cái hành trình sống với sáu xúc, với sáu thọ mà thành tựu được ba cái khía cạnh tâm lý ấy được gọi là tam học. Tôi nhắc lại nha, trước khi chưa biết đạo, chúng ta buông trôi thả nổi sáu căn. Trước sáu trần, lúc thì thích, lúc thì ghét, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc, chúng ta buông trôi thả nổi với một cái lý tưởng sống là trốn khổ tìm vui bất kể thiện ác. Tới lúc tu thêm một mớ nữa, học thêm một mớ nữa, mình thấy cái thích, ghét, buồn, vui nó cũng không quan trọng bằng cái thiện, cái ác. Bây giờ mình chuyển qua mình quan tâm đến cái thiện, cái ác. Làm được điều thiện mình vui lắm, mình hạnh phúc mình lắm, mình hãnh diện lắm. Mà khi mà mắc phải một cái lầm lỗi nào đó, một cái tội lỗi nào đó, mình khó chịu, mình rây rứt, mình ăn năn lắm, mình đau khổ lắm. Như vậy thì cái giai đoạn này là khá đó, giai đoạn mà biết quan tâm đến thiện ác mình khá rồi đó. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa, nó còn cái giai đoạn thứ ba nữa. Sẽ có một ngày mình thấy rằng thiện ác nó đều là cái nhân sanh tử, vì chính thiện ác nó dẫn đến buồn vui. Mà buồn vui nó chính là diện mạo của đời sống, nó là cái diện mục, là diện mạo của đời sống.
và buồn cỡ nào cũng có lúc vô thường, vui cỡ nào cũng có lúc vô thường. Về trời làm Ngọc Đế Phạm Thiên thì cũng có lúc mãn thọ mà trở xuống chỗ thấp nhất. Nhớ cái đó. Nói chi là những cái đời sống xa đọa ở bốn đường ác đạo, nghĩ tới chỗ đó người ta không còn thiết tha đến cái thích ghét buồn vui, mà cũng không có thiết tha đến cái chuyện mà thiện ác, mà lúc bây giờ họ chỉ còn quan tâm đến một chuyện thôi, tức là tu tập niệm xứ, quan sát cái sanh cái diệt, cái mất cái còn, cái đến cái đi, cái lai cái vãng của thiện ác buồn vui. Lúc bây giờ họ đang sống thiện nhưng mà ở một cái lý tưởng khác. Sống thiện lúc bây giờ nó không phải là để tài bồi vung sới cho cái hỷ lạc, cho cái hạnh phúc, không phải nhằm mục đích trốn tránh cái đau khổ, cái khó chịu, mà là để kết thúc toàn bộ cái thiện ác buồn vui. Đến cái giai đoạn này được xem là hiểu đạo và hành đạo đúng mức rồi đó. Đây. Cho nên đời sống nói gọn thì nó chỉ là cái hành trình làm việc, hành trình vận hành, hành trình hiện hữu của sáu súc, của sáu thọ. Còn sáu tưởng là sao? Sáu tưởng hồi nãy tôi có mới nói, tưởng là tất cả những cái kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức, những gì mình tích lũy trong nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều ngày trong đời sống của mình. Đời sống mình chỉ là tưởng thôi. Tất cả kiến thức của chúng ta, tất cả những hồi ức, những kinh nghiệm, những ấn tượng, những khái niệm của chúng ta đều là tưởng hết. Đối với người Miên, người Lào thì họ thấy như vậy là đẹp, nhưng mà đối với người Nhật, người Đức họ thấy như vậy là nhà quê. Đối với người Thái Lan như vậy là ngon, nhưng mà đối với người Do Thái như vậy là cay. Ví dụ như vậy nha. Tức là tưởng. Chúng ta có học nhạc, chúng ta nghe Chopin hay là Beethoven, Mozart, chúng ta thấy hay. Nhưng mà chúng ta là người miền Tây Nam Bộ Việt Nam, chúng ta thích cải lương tài tử, vọng cổ cải lương, chứ chúng ta không có nghe thính phòng, chúng ta không có nghe mấy cái mà hòa tấu nhạc Tây, chúng ta nghe không nổi. Chúng ta chỉ biết đàn cò trống cơm, đọc quyền cầm, chứ chúng ta không có nghe được mấy cái mà mandolin, violin, là piano, chúng ta nghe không nổi nha. Chúng ta nghe họ e kèn bám ma, chúng ta nghe kèn lá, kèn Tây Nguyên, chúng ta nghe được. Chỉ còn mấy cái nhạc cụ Tây Phương chúng ta nghe không nổi. Là vì sao? Vì đó là tưởng, là kiến thức, này, là hồi ức, là kinh nghiệm, ấn tượng, là khái niệm, là những thứ mà chúng ta đã tích lũy trong nhiều đời, hoặc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày trong đời của mình nha. Còn bộ đời sống mình, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cho đến những cái kiến thức, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, triết học, tôn giáo, tư tưởng, tất cả đều là tưởng. Đấy. Vì ở đời nó có ba cái biết. Cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết của thức tức là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, cái biết đơn thuần, không có qua phân tích, nó chỉ chụp hình thôi, là cái biết của thức. Nhưng mà sau khi thấy, sau khi nghe rồi bắt đầu nó đem vô trong, bắt đầu nó phân tích cái đó là hay, cái đó là dở, đó là tiếng người nam, tiếng là giọng người nữ, cái này giọng hay nè, cái này giọng dở nè, cái này là trap nè, cái này là bass nè, cái này là tenno nè. Thì mấy cái đó là tưởng, nhớ nha, đó qua cái biết của tưởng. Còn cái biết của trí là sao? Biết rõ rằng cái này nè là thiện, cái này là ác, cái này là nên, cái này không nên, cái này là sanh nè, cái này là diệt nè, đó, cái này là nhân quả báo ứng nè, cái này là bốn đế, cái này là 12 duyên khởi nè. Cái biết đó nó gọi là cái biết của trí nha, biết của trí. Cái biết mà trên cái nhận thức, cái phân tích, không thông qua lăng kính, không thông qua những cái từ chương, những lối mòn, đó gọi là trí tuệ. Còn cái gì mà còn dựa trên nền tảng, nó còn dựa trên cái nền tảng những lối mòn, thì đó đều gọi là cái biết của tưởng. Chúng ta nghe như vậy trong râm nhiều người sẽ nhảy dựng lên nói rằng tôi không đồng ý, tôi không đồng ý, bởi vì tất cả cái biết của thánh nhân đều là tưởng, bởi vì cái biết đã dựa trên kinh điển. Sai. Kinh điển là những gì các bậc thánh họ kể lại cái thực nghiệm của họ cho mình nghe. Nhưng mà thật ra không có ngôn từ nào mà diễn tả được đúng mức và chính xác tuyệt đối cái thấy thực nghiệm của bậc thánh đó, nhớ giùm cái đó. Chúng ta có thuộc lòng tâm tạng đi nữa, nhưng mà mai này khi chúng ta chứng đạo đó, cái chúng ta thấy nó không có như là trong kinh diễn tả. Tôi nói 5 lần nữa, cái con đường trên bản đồ
nó không giống như con đường ngoài đời. Con đường trên bản đồ nó là một cái vệt mực ngoằn ngoèo, chứ chỉ vậy thôi, cái vệt mực ngoằn ngoèo trên một cái manh giấy. Còn cái con đường ngoài đời là nó có cây cỏ giếng nước, cái đình nhà cửa phố xã, nam thanh nữ tú, không chim chóc hoa lá cành tùm lum hết, hai cái nó khác nhau chứ. Nhưng mà để đi được trên con đường ở ngoài đời thì chúng ta phải nhờ vào con đường ở trên bản đồ, nhớ nha. Cho nên cái biết của người thực chứng nó hoàn toàn không giống được cái những gì chúng ta đọc được trên mặt chữ của kinh điển đâu quý vị, nhớ nha. Cho nên cái biết của đa phần chúng sinh mình là trên cái biết thực tử, còn cái biết trên trí thì rất là khó, rất là khó. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chỉ sống ở trong cái thức và cái tưởng, hiếm khi chúng ta sống bằng cái trí. Và chúng ta biết rồi, toàn bộ thế giới này mình có hai cái góc độ để nhìn nó, nhìn nó trên khía cạnh hiện tượng, mình nhìn nó trên khía cạnh bản thể. Nhìn trên hiện tượng là sao? Là nhìn qua lớp vỏ bên ngoài. Ví dụ như đây là cái đây là cái đống đất, đó là nhìn trên hiện tượng. Còn nhìn trên bản thể, mình biết rằng đây là cái gò mối, bên trong đó nó có cái cấu trúc, nó có cái kiến tạo như thế nào đó, thì cái đó là nhìn trên bản thể. Tôi ví dụ thôi nha, ví dụ thôi. Hoặc là mình nhìn một cái ly nước, mình gọi nó là ly nước chanh, thì đó là nhìn trên, nhìn trên cái khía cạnh gọi là hiện tượng. Nhưng mà nhìn trên bản thể là mình biết ở đây gồm có là oxygen nè, rồi nó có gluco, còn là fructose, nó gồm có vitamin nè, nó gồm có calcium nè, nó gồm có các cái thành phần hóa chất trong đó có lợi và có hại cho cơ thể đó, thì đó là nhìn trên cái cạnh bản thể nha. Còn nhìn trên cái cạnh hiện tượng thì đây là ly nước chanh ha nha. Đây cũng vậy, khi mà còn là phàm phu, còn sống ở trong cái biến kế sở chấp, còn sống trong cái thi thiết này, còn sống trong cái điên đảo mộng tưởng, thì chúng ta còn thấy đây là đàn ông đàn bà, nam phụ bảo ấu, mập ốm già trẻ, đen trắng đẹp xấu, đây là kẻ mình thương, đây là kia là người mình ghét. Đó là toàn bộ là cái biết của tưởng, nhớ nha. Còn cái biết của trí đó là cái biết đây là thiện, đây là ác, này cái biết đây là sanh, đây là diệt, đây là quẩn xứ giới đế, đây là sắc thọ tưởng hành thức. Một cái biết mà nó không có dựa trên cái khái niệm kiến thức tình cảm cảm xúc lối mòn mà lâu nay ta vẫn theo. Đấy, cái biết đó, cái biết gọi là cái biết trực quan đó, cái biết trực quan đó, cái biết không có thông qua những cái lăng kính này, thì cái biết đó mới gọi là cái biết trí tuệ. Như vậy thì toàn bộ đời sống của mình chỉ là đời sống của sáu tưởng thôi, nhớ nha, cái sáu tưởng. Và hồi nãy tôi có nói rằng chúng ta có hai cái góc độ để nhìn về thế giới này, một là nhìn qua cái cạnh bản thể và nhìn qua cái cạnh gọi là hiện tượng. Thì cái cạnh hiện tượng từ nhà Phật gọi là tục đế hay là chế định. Còn cái khía cạnh mà bản thể đó thì từ nhà Phật gọi là chân đế hay là đệ nhất nghĩa đàn, đệ nhất nghĩa đế hay là đệ nhất tất đàn, đó là nhìn ở khía cạnh gọi là cái cạnh rốt ráo. Đấy, rồi như vậy thì đời sống này mình nói nó là cái hành trình của sáu xúc cũng được, hành trình của sáu thọ cũng được, hành trình của sáu tưởng cũng được, và hành trình của sáu tư cũng được. Sáu tư là gì? Tư ở đây có nghĩa là sự đầu tư của ý thức. Volition là sao ta? Đầu tư cái tư ở đây mình phải hiểu nó là cái chủ ý trong đời sống. Đấy, cùng ngồi trên một băng đá nhìn ra mặt hồ, nhưng người thì nghĩ đến những cái, nghĩ đến một cuộc tình đã qua, nghĩ đến một cuộc tình sắp tới, nghĩ đến một cuộc hẹn hò trước mặt. Có người anh cũng ngồi trên băng đá đó nhìn ra mặt hồ, mọi nghĩ đến những lần đi câu. Rồi có người cũng ngồi trên băng đá đó nhìn ra mặt hồ đó, nhưng mà họ nghĩ đến những lần họ đi thuyền ở trên mặt hồ đó, với những kỷ niệm buồn vui trên mặt hồ đó, trên những con thuyền, trên những chiếc cano, cùng ngồi trên cái băng đá đó. Mà mỗi người theo đuổi một cái chủ ý riêng. Chủ ý riêng thì cái này được gọi là tư. Nhớ, cũng mắt thấy, cũng tai nghe, nhưng mà mỗi người theo đuổi một cái chủ ý riêng. Thiện ác, cao thấp, phàm thánh, hoàn toàn khác nhau. Nhớ chỗ này nha. Thì toàn bộ đời sống của mình nó là một hành trình theo đuổi những chủ ý. Chỉ vậy thôi. Cái chủ ý của đứa bé là gì? Là vòng tay mẹ, là vú mẹ,
là những nụ hôn, là những cái sự nâng niu nựng nịu của người lớn, nó là đứa bé nó chỉ biết nhiêu đó thôi. Rồi cái chủ ý của nam nữ vậy thì là gì? Là những cuộc tình mộng mị, hoang đường, hoang tưởng này. Rồi cái chủ ý của người trưởng thành, của người trung niên, của người chững chạc là cái gì? Đó là sự nghiệp, đó là nhà đất, là tiếng tăm, là quyền lực, đó là uy tín, là chức vụ. Rồi chủ ý của người già là cái gì? Chủ ý người già là cái sự an hưởng, hoặc là những thấm thía về nhân tình thế thái, về chuyện nhà, về chuyện đời, về chuyện bản thân, về chuyện của vũ trụ trời đất, về cái lẽ đời sinh tử vô thường. Đó, đó là cái chủ ý của người già. Đó là tôi nói nôm na đó nha. Còn nếu mà nói chi tiết, trong từng phút trôi qua, chúng ta liên tục sống với những chủ ý thiện và ác. À, trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói nhiều về cái sáu tư chủ ý. Tôi là người không biết Phật pháp, tôi chỉ biết có tiền, tôi chỉ biết có hưởng thụ thôi. Đấy. Thì cũng trời đất đó, cũng đường xá phố chợ đó, cũng những kẻ mà tôi gặp gỡ đó, trong suốt cái hành trình, suốt cái thời gian, suốt cuộc đời mà tôi tiếp xúc với những thứ đó, tôi chỉ theo đuổi những thứ tôi thích thôi, và tôi trốn chạy những thứ tôi ghét thôi. Rồi mai này tôi biết đạo do cái khuynh hướng tâm lý, do cái tiền nghiệp và cái môi trường sống. Cái môi trường sống ở đây nó gồm có cái bối cảnh sinh trưởng và cái môi trường sinh hoạt của tôi này. Cho nên khi tôi biết đạo rồi, tôi đặc biệt tôi thích cúng bái, cầu nguyện, khấn khứa. Hoặc là cũng do ba cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống mà tôi đến với Phật pháp. Tôi thích nghiên cứu kinh điển, thích học hỏi giáo lý. Rồi cũng ba cái thứ đó nó đẩy tôi đến với đạo. Tôi thích ngồi thiền. Giáo lý thì tôi dốt như con bò vậy, mà tôi thích ngồi thiền lắm. Tôi thích ngồi thiền. Tôi thấy là mấy người mà ghi chép chép tôi ghét, mà tôi coi thường lắm. Mình tu là tới liêm diêm để ngồi xếp bằng. Rồi có người thì họ thích làm một sách, họ lại coi thường mấy người dốt mà ngồi liêm diêm. Có người vào đạo là thích bố thí. Thích bố thí, họ chỉ thích quăng tiền ra xây chùa, đúc tượng, in kinh vậy đó. Họ thích cái đó thôi. Có người là thích phục vụ. Phục vụ tôi nói rất là nhiều lần, cứ chùi cầu, rửa chén, hốt rác, quét sân là họ mê cái nhiều đó thôi. Còn cái gì ngoài ra họ nhức đầu lắm, mà nhức đầu lắm. Rồi bây giờ nói đến cái đám mọt sách. Trong cái đám mọt sách mà nghiên cứu kinh điển, có người họ đã đặc biệt họ mê cái bộ kinh này hơn là cái bộ kinh khác. Rồi trong cái bộ kinh đó, cả hai người đều cùng mê bộ kinh đó, thì thằng tèo nó lại chú ý nhiều đến cái vấn đề giáo lý nào. Không giống người thằng Tí. Thằng Tí nó chú ý nhiều đến vấn đề giáo lý nào. Không giống cái thằng Tèo. Đấy, nhớ cái đó nha. Và cái đường hướng nghiên cứu của hai người khác nhau. Có người đến với Phật pháp, họ mê cái tạng kinh. Có người họ mê cái tạng A Tỳ Đàm. Mà trong cái tạng A Tỳ Đàm nó có 7 bộ. Thì có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ 7. Có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ 3. Có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ 5. Tại sao vậy? Vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nói như vậy hết chuyện muốn nói chưa? Chưa, còn nữa. Chính những gì mà chúng ta đang sống đó, nó là những thứ đã được chuẩn bị từ kiếp trước. Nhưng chính nó lại cũng là những chuẩn bị cho kiếp sau. Trong từng phút buồn vui của quý vị, trong từng phút thích và ghét cái này cái kia, nó chính là những chuẩn bị cho mình trong đời sau kiếp khác. Nhớ như vậy, nhớ cái đó nha. Thích chuyện tầm bậy thì đó là những chuẩn bị nguy hiểm cho đời sau kiếp khác. Thích cái chuyện hay ho, lành mạnh, thánh thiện, cao khiết thì đó là những chuẩn bị hay ho cho đời sau kiếp khác. Nhưng mà trong cái hay ho đó, thằng Tèo nó không giống thằng Tí, A không có giống B, của mặn khác cái của ổi, của xoài khác cái của cóc, khác nhau. Nhớ nha, hoàn toàn khác nhau. Hôm nay tôi nói rồi, trong từng phút trôi qua, chúng ta đang âm thầm tô quét vôi trát vữa, xây gạch cho cái nơi chốn mà mình sẽ về trong cái đời sau kiếp khác. Hôm nay trong từng phút trôi qua, chúng ta đang từng phút kính đáo có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó, dầu là trong cái thiện hay trong cái ác. Đọc lại cuộc đời của các bậc thánh, chỉ trừ ra việc chánh đẳng chánh giác là tất cả hạnh lành đều tu, tất cả điều ác đều bỏ. Khi mà Ngài trở thành Phật rồi đó,
thì Ngài có được tất cả những cái cần có và Ngài tránh được tất cả những cái cần trách. Nôm na thì nói như vậy nha, nôm na thôi nha. Ngoài trừ vị chánh đẳng giác ra thì tất cả các bậc thánh hiền còn lại, ngay cái lúc mà thành thánh rồi đó thì cũng phải cổng vác cưu mang theo đó bao nhiêu cái hệ lụy mà còn sót lại sau một cái quãng thời gian luân hồi đang đẳng thâm thẩm. Đây, cái kiểu sống của mình nó mới dẫn đến cái kiểu ác, kiểu thiện của mình, nó dẫn đến cái kiểu tu tập, cái kiểu hành trì của mình không giống nhau. Đấy, nhớ nha, đây quan trọng lắm. Mình tưởng là mình là ngày nào mình cũng lạy Phật, ngày nào mình cũng coi kinh sách, ngày nào mình cũng nghe băng giảng, ngày nào mình cũng ngồi thiền, ngày nào mình cũng bố thí, như vậy là mình ngon lành. Chưa đâu, mình ngồi thiền ngồi kiểu nào, ngồi kiểu dốt hay ngồi kiểu giỏi? Cái người giỏi giáo lý đó ngồi thiền khác cái đứa dốt giáo lý. Nhớ nha, cái người mà nặng về cái tánh tham thích hưởng thụ đam mê đó, họ tu thiền, cái công đức của người thiền nó không giống như anh chàng nóng tánh. Yeah, anh chàng nóng tánh á, anh chàng mãi hờn dỗi bực bội sân si đó. Cái anh đến khi ngồi thiền, cái công đức tu thiền nó khác với cái anh mà tham nhiều. Cái anh mà đức tin nhiều đó, khi mình bố thí, anh ngồi thiền, anh giữ giới, cái công đức anh nó không giống với cái anh mà trí nhiều, không giống với anh định nhiều, không giống với anh tâm từ nhiều, không giống với anh hành xả nhiều. Nhớ cái này nha. Chứ còn đa phần mình đó, thì mình tu cái kiểu này rất là vui. Mình tu kiểu này tháng này tôi có bố thí rồi, tháng này tôi có thọ bát quan rồi, buổi sáng là tôi có ngồi thiền tiếng rồi, tối trước khi ngủ tôi có tụng kinh nửa tiếng rồi, kia mà là xong. Sai. Tính trên 24 giờ đồng hồ đó, mình làm bao nhiêu nó đủ chưa? Mà trong khi đó mình trong 24 giờ đồng hồ mình sống nhiều với cái thứ tâm thức gì? Cái đó mới là cái quan trọng nha. Cái đó mới là cái quan trọng. Trong 24 giờ đồng hồ trừ ra lúc ngủ, mình còn lại giả định là 8 tiếng hoặc là 12 tiếng mình thức đi. Đây. Thì trong cái thời gian mình thức đó, mình sống nhiều với cái gì? Dạ, chứ còn ba cái vụ mà thiện tiếng, tụng kinh nửa tiếng, rồi nghe pháp 2 tiếng, mấy cái đó phải xét lại. Bởi vì có chắc là trong 2 tiếng nghe pháp đó các vị sống bằng tâm lạnh không? Chưa chắc. Ngay bây giờ các vị đang nhìn cái mặt của tôi thì có bao nhiêu người trong đó đang nhìn tôi bằng cái tâm bất thiện? Hả? In quyển Kalama ra, vạch lá tìm sâu, có sách nào in không lỗi mà đằng này nó ăn rồi nó cứ vùi đầu gục mặt nó đi kiếm từng lỗi trong đó. Kinh in ra có hai thứ phản hồi mà chúng tôi nhận được. Có người họ rất là hoan hỷ, họ cảm ơn đã giúp họ tìm những cái bài kinh quan trọng để nghe. Trong khi đó có kẻ cầm cuốn kinh lên ôm cái lòng hận thù, tị hiềm, tật đố, ghen tị, hèn hạ, tâm thức sâu bọ, đem phanh vui từng trang từng lỗi trong đó. Các vị thấy không? Cầm cuốn kinh lên mà mỗi người có một thứ là ý thức, tâm tưởng, cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nhớ cái đó. Chứ đừng có tưởng cầm cuốn kinh là hay là giống nhau. Đừng có tưởng ngồi liêm diêm là giống nhau. Anh ngồi cái chân anh thì thiền rồi đó, nhưng mà cái đầu anh có thiền hay không? Tôi hay nói hoài, thiền có nhiều quốc tịch lắm. Thiền Ấn Độ là thiền bằng cái đầu, thiền chỉ hoặc thiền quán. Còn thiền Việt Nam là thiền hình thức, thiền ngồi cho vui bằng chỉ bằng em vậy thôi, chứ cái đầu toàn tính đủ thứ. Còn cái thiền mông cổ là chỉ tập sao cái mông cho nó vững mà cái cổ nó thẳng thôi, đó gọi là thiền mông cổ nha. Mà đa phần người Việt Nam mình nói là người Việt, nhưng mình đa phần là mình ngồi bằng thiền mông cổ thì nhiều, giữ cho cái mông cái cổ ok. Đây, nhớ nha, tụng kinh cũng vậy. Tôi phải nói thiệt là tôi thờ Phật, nhưng mà tôi lại rất thích cái kiểu suy niệm của người Cơ Đốc giáo, quỳ gối để chống hai cái tay lên một cái bệ, im lặng suy niệm về Chúa. Tôi thích cái kiểu đó hơn. Còn cái kiểu của mình á, kiểu mà Phật giáo hậu thời đó, là Phật giáo bây giờ đó, là đọc sùm mà không có cái gì, nó không có giây phút nào mà nó phóng tâm đó. Nó vọng tưởng đã đời bằng lúc tụng kinh. Miệng thì đọc mà con mắt láo liên, cái đầu thì nghĩ lung tung lắng xăng chuyện này chuyện nọ. Trong cái đó cái im lặng nha, im lặng tì tay lên một cái chỗ nào đó, khép mắt lại và suy niệm, đối với tôi cái đó mới là tụng kinh nha.
Chứ còn mà đọc ra bằng lời mà sùm bát nhã, đọc cho nó lớn, đọc cho nó hay, ngân nga kéo dài, trầm bổng lên xuống, thánh thoát du dương, thì theo tôi cái đó gọi là tu hành kiểu phá sản. Tu hành kiểu phá sản này, tu hành kiểu phá sản hao hơi tổn khí, mà trong khi đó là cái đầu nó lắng sang bít xích. Cho nên bài giảng này tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh một chuyện, đó là tu nội dung chứ không phải tu hình thức. Có nhiều vị cái hiểu lầm là hình thức quan trọng hơn nội dung. Theo tôi biết, nói rằng không ai đồng ý, mà trong thực tế tôi biết có rất là nhiều người họ hiểu lầm như vậy. Họ nghĩ rằng cái giá trị của bố thí là nằm ở con số, cái con số tài chánh mà mình bỏ ra. Số không càng nhiều, cái dãy số càng dài thì công đức càng lớn. Sai. Mà cái tâm tư của mình, cái nhận thức của mình lúc mình bỏ tiền ra, cái đó mới lớn gì. Này. Rồi ngồi thiền không phải tính bằng giờ, mà là phải xét được cái nội dung, cái chất lượng của cái giây phút mà ta ngồi. Ta ngồi 15 phút mà thành tựu được ba cái nội dung sau đây: chánh niệm, tinh tấn và trí tuệ. Chánh niệm có nghĩa là thường trực nhận thức, biết rõ cái gì đang xảy ra, biết rõ mình đang như thế nào thì đó gọi là chánh niệm. Biết rõ mình đang như thế nào đó là chánh niệm. Biết rõ cái gì nó đang xảy ra đó là chính là trí tuệ. Sự không bỏ cuộc nửa chừng để kéo dài thời gian được 15 phút, 20 phút. Cái đó chính là tinh tấn. Gọi là Satima. Gọi là tinh tấn. Cái này là cái từ của Đức Phật đấy nha. Tinh tấn, Satima. Atapi. Satima là chánh niệm. Atapi là tinh tấn. Sambacchanya là trí tuệ. Nhớ cái đó. Ba cái đó. Ba cái chánh niệm, tinh tấn và trí tuệ. Thì trong 15 phút mà mình có được ba cái đó, biết mình đang như thế nào, biết cái gì nó đang xảy ra, và cái khả năng mà kéo dài được hai cái đó, hai cái niệm và tuệ đó, khả năng kéo dài đó chính là tinh tấn. Nhớ cái đó, gọi là Satima, rồi Atapi, rồi Sambacchanya, nhớ nha. Thì có được ba cái này trong 15 phút nó tốt hơn là ngồi 3 tiếng, 5 tiếng mà không có được ba cái này. Nhớ cái đó phải nhớ cái đó. Mà cái này đúng ra cái này cũng chẳng cần nói nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đó là ở ngoài đời cũng vậy à. Hai đứa học trò mà một đứa nó ngồi nó học bài trong 15 phút chuyên tâm, bất loạn, đứng dậy là bài đã vào óc của nó rồi. Nó tốt hơn là một đứa mà ngồi trước cái bàn học có 3 tiếng đồng hồ mà vẽ ngoạc ngoạc rồi miệng thì đọc rắn là lồi bò sạc sạc không chứng mà miệng nó thì nó đọc, mà trong khi đó là cái con mắt nó ngó láo liên láo liên, rồi nó đầu nó nghĩ lung tung hết, thì nó ngồi 3 tiếng đồng hồ trước bàn học. Đối với tôi không, mà cái đứa nó ngồi 15 phút, nó ngồi 20 phút, nửa tiếng mà nó đứng dậy, nó có được cái bài trong đầu của nó, nó hiểu được bài, nó giải được bài toán. Đối với tôi cái đó quý hơn. Còn cái chuyện mà nó ngồi 3 tiếng đồng hồ mà nó ngồi nó vẽ tầm bậy tầm bạ, nó viết thơ tình, nó vẽ chim vẽ cò hoạt loạn trên cái trang vở, thì đối với tôi cái đó thì 3 tiếng đồng giá trị gì hết. Nhớ nha. Và rất nhiều người hiểu lầm ở chỗ này. Nói ra thì không ai chịu, nhưng thực tế cái đó có. Thực tế có rất là nhiều người hiểu lầm cái đó. Họ cứ sống toàn là thức, mà quý vị nhớ, mình tu cái gì thì mình đặt cái đó. Mình cứ tụng không, cái đầu trống không, thì mình chỉ đặt có cái miệng thôi. Đấy. Rồi nếu mà mình chỉ ngồi kiểu mông cổ, giữ cổ cho thẳng, mà giữ cái mông cho vững, thì đời sau là mình cài mình được, chỉ là cái mông, cái cổ thôi. Chỉ là sanh về làm con cháu của thằng Cát Tử Hạng thôi. Nhớ nha, rất là quan trọng. Mà mình muốn về làm về Ấn Độ làm con Phật, muốn làm thánh hiền thì phải tu cái đầu. Nha, phải tu cái đầu. Còn tu cái mông, cái cổ thì chỉ về làm nhân mông cổ thôi. Cái đó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Bố thí cũng vậy. Bố thí mà với cái chủ ý cầu danh cầu lợi đó, thì cái mình được cũng nhiều lắm là cái vỏ ngoài của bố thí. Cái cốt lõi của bố thí đó, không phải là danh là lợi, mà chính là bỏ được cái lòng gọi là bủng xỉn, keo kiệt, ích kỷ, toan tính. Yeah. Cái đó là cái cốt lõi của bố thí. Cái cốt lõi của cái sự chấp tay lễ bái
không phải là để đời sau mình được ngồi trên đầu người ta, được người ta tôn kính quỳ lại, mà cốt lõi của cái sự tôn kính nó chính là những cái sự khiêm tốn, chính là cái cơ hội bỏ được cái tôi, chính là cơ hội mà biết cúi đầu trước những thần tượng khải kích, thì đó mới chính là cái cốt lõi của cái sự chấp tay, của sự lễ bái, chứ không phải là mình quỳ cho nó đẹp, mình chấp tay cho nó đẹp để mà nhờ người ta chụp hình để đăng lên Facebook. Bữa nay xa thú qua nghỉ qua, bữa nay để bác cho cái chùa nào, bữa nay là tới thăm sư cô nào, thăm hòa thượng nào, là chắp tay làm duyên làm giảng, nhìn là nó ốc nổi da gà, nó xấu hổ muốn chết luôn, cái đó không có phải. Mà tới giờ này cũng còn không ít kẻ là như vậy, cái chụp hình rồi làm dáng làm duyên là đăng lên Facebook, là tu Facebook, là thử được một món chết rồi thì coi như là chỉ là về tàu hết. Tại sao về tàu cái gì không? Vì cái ông mà đẻ ra Facebook, ông là Zuckerberg, đọc tiếng Đức, Zucker là đường, Berg là núi, tức là đường sơn đại huynh, mê Facebook là chết, về làm con cháu của đường sơn đại huynh, nhớ nha. Cho nên cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt tôi nói đến hai chuyện. Thứ nhất là mỗi phút trôi qua, chính cái thiện ác nào mà ta đang sống nhiều với nó đó, thiện ác đó đó, nó là đường đi lối về của ta trong đời sau kiếp khác. Rồi cái tiếp theo, ngay trong cái thiện mà ta theo đuổi, tùy theo cái thiện của mỗi người mà cái quả lành ta nhận được trong cái thuở luân hồi, cái lúc sau luân hồi sắp tới nó không có giống nhau. Và cái cuối cùng mới quan trọng, cái kiểu tu của mình bây giờ nó sẽ là dọn đường cho cái kiểu đắc chứng sau này của chúng ta. Nhớ nha, người mà đức tin nhiều, khi mà quán vô quán tam tướng thì cái tướng vô thường nó nổi bật. Người đức tin nhiều á thì mai này đời sau kiếp khác khi gặp Phật pháp thì họ thấy rõ ràng nhất là cái tánh vô thường của vạn hữu. Cái người mà định nhiều á thì khi mà quán tam tướng vô thường mà thấy cái khổ rõ. Cái người mà trí nhiều đó thì họ thấy cái tánh vô ngã rõ. Và nhớ cái đó, có người đó là họ phải khổ bầm dập họ mới đạt đạo. Dạ. Có người là họ phải bị mất mát đổ vỡ cái gì đó mới đạt đạo. Có người ngồi yên nhìn lá rơi nước chảy là đạt đạo. Có người gặp Phật rồi mà phải cạo đầu đất y đầu trần chân đất mấy chục năm trời khổ nạn trần ai khoai cũ rừng sâu núi thẳm hơn nắng gió mưa sương bầm dập mới chịu đắc. Có người gặp Phật chỉ nghe một câu của ngài đặt cái lẹ lục thông bốn tuệ phân tích gọi là đi mây về gió cực kỳ sung sướng tự tại vô ngại, đã không? Đấy, đó do là do cái kiểu tu của mình đời trước. À, mình tu kiểu gì mà bây giờ nó đã đời như vậy. Mà cái kiểu tu đó nó đi ra từ đâu? Từ cái nền tảng tâm thức của mình. Cái kiểu bất thiện của mình, cái kiểu thiện của mình, nó làm cho mình có được cái kiểu tu chứng như vậy đó. Còn bây giờ mình nói mình thờ Phật, mình nói mình tu mà cái lòng mình nó ganh tị quá, mình bủng xỉn, mình keo kiệt quá, thì đời sau kiếp khác khi mình tu được có tu đó, nhưng mà bủng xỉn nhiều quá, ganh tị nhiều quá. Thì cái ganh tị là sao? Là đời sau sinh ra lúc nào cũng ở dưới người khác. Mình tu mình không cần trở trên ở dưới, nhưng mà nói thiệt, mình đẻ ra mà mình có chỗ đứng một chút nó dễ tu. Quý vị ơi, đừng có ngồi nó nói dốc nha, đừng có nói tu rồi sướng khổ gì cũng tu, nó kệ nó, tôi làm ăn mài, tôi nghĩ tôi đắc a la hán thì thôi, đó là nói dốc nha. Chứ nếu mà mình sinh ra mình khỏe mạnh đẹp trai, có nhà giàu học giỏi, cái hoàn cảnh đời, hoàn cảnh đạo thoải mái nha, tiện lợi, thì mình tu nó sướng hơn chứ. Sướng hơn. Có những vị là trước khi đắc a la hán, trời ơi, ăn không đủ no mà mặc không đủ ấm mà đắc rồi đó, đi đâu bị nó ghét, đâu bị nó chửi. Bản thân ngài thì coi như là ngài bị chửi thì không có giận, nhưng mà bây giờ đói mà không có ăn có khổ hay không? Khổ. Mà cái này mới mệt nè, do tạo quá nhiều ác nghiệp, bị người ta ghét, bị người ta chửi. Mình thì mình đã đắc a la hán bệnh sao rồi, mà mấy cái đứa nó chửi mình nó là tới chết đó, cái việc gì mà có phải gây họa cho người ta hay không? Tức là do hồi xưa mình tu kiểu gì đó, cho nên bây giờ tuy đủ duyên đắc a la hán nhưng mà lại là cái mầm họa cho người khác. Khổ như vậy mà tôi biết trong rung này nhiều người thế nào cũng ném đá, thế nào cũng vô Facebook chửi, nói rằng dám nói a la hán là mầm họa. Tôi xin chịu trách nhiệm câu nói đó. Tức là mình tu kiểu gì mà mai mốt mình đắc a la hán
cái lợi lạc mà mình đem lại cho người ta nó ít hơn cái họa mình đem lại cho người ta. Là sao? Đắc A-la-hán mà người ta có cái để cho người ta nghe, có cái để cho người ta nhìn hộ thì nó quá lợi ích rồi. Còn này mình đắc xong á, A-la-hán dứt khoát là không có nổ rồi, không có khoe. Mà dầu trong ngày có nói rằng người ta cũng không có tin. Do cái nghiệp xưa đó, người ta nhìn tăng tướng không có đẹp. Giọng nói thì trời ơi, nghe kỳ quá. Người đâu mà trán, mắt, mũi, tai, càm, sao nhìn kỳ quá. Bắt đầu nó mới bắt đầu nó châm biếm, nó dè biểu, là có phải gây quả cho người ta không? Trong kinh đó, hôm nay mà đặt ra sau này, đặt quả Phật độc giác. Gây gò như là một bộ xương khô. Mà mỗi lần mở miệng ra, cái mùi hôi nồng nặc tỏa ra, khiến người xung quanh chịu không nổi. Mà thân thể như bụi xương vậy đó. Tại vì Ngài tuy là đủ phước để đắc thành Phật quả độc giác, nhưng mà Ngài phải gánh theo rất là nhiều cái tội nghiệp bất thiện đời trước. Mà những cái tội nghiệp đó, là mình đọc mình thấy rồi, là Ngài phá Bồ Tát, bâm dập Bồ Tát Thích Ca, Bồ Đô Đơ Đề Bạc Ma là ông phá Ngài không biết là bao nhiêu kiếp. Thì bao nhiêu cái nợ đó là trả chưa xong, thì đến lúc mà Ngài thành Phật, ông theo ông phá tiếp. Ông chia rẽ tăng rồi ông làm Phật chảy máu, rồi ông thuê người ám toán Ngài, ông toán là ám sát Ngài. Các vị biết mà ông còn có 100.000 để kiếm nữa thành Phật độc giác. Từ trong 100.000 đó ông lại tiếp tục ông tạo thêm vô số những nghiệp ác khác. Tại sao tạo? Tại sao? Là vì sao? Là vì khi mà mình tạo ra nghiệp ác thì mình sẽ chịu quả xấu. Mà khi mình chịu quả xấu á, mà nếu mình biết tu á thì không nói gì. Còn khi mình chịu quả xấu mà mình không biết tu thì lúc bây giờ cái quả xấu đó nó lại là điều kiện cực tốt để mình tiếp tục mình tạo cái nghiệp bất thiện nữa. Thí dụ như bây giờ tôi nghèo, do cái nghiệp bủn sỉnh tôi nghèo, cho nên nó là đời đời sinh ra tôi cứ làm đủ cách để mà tôi trốn cái nghèo đó. Lừa đảo lật lọng sát sanh trộm cướp hại người, lừa thầy phản bạn mãi quốc cầu vinh, chuyện gì cũng làm. Các vị thấy không? Từ cái nghèo nó ra, rồi tôi có tập thích nói xấu người khác, thì đời đời sinh ra một là bị vu vạ, vu khống, vu oan, oan ức, hàm oan đời này kiếp khác. Còn không nó đi đâu bị người ta dè biểu, châm biếm, bài xích, chửi rủa, chà đạp, dày xéo. Các vị thấy chưa? Thì lúc đó phản ứng của tôi là sao ta? Tôi đâu có nhịn, phải không? Phản ứng tôi đâu có nhịn. Một là tôi làm lại, còn hai nữa là tôi sống trong cái mặc cảm, trong cái tự ti. Cái đó lại cũng là một cái chủng tử bất thiện. Các vị thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên từng cái bất thiện của mình là ngay bây giờ người sống trong bất thiện là đau khổ, đúng rồi. Mà cái quả xấu của bất thiện đó là đau khổ, đúng rồi. Nhưng mà còn cái thứ ba mới ghê. Khi mà ta sống bất thiện thì ta phải chịu quả bất thiện, đúng không? Mà khi ta chịu quả bất thiện thì có nghĩa là phải có cái tên nào đó nó gây nhân bất thiện trên cái quả bất thiện của chúng ta. Tôi chửi người khác, đời sau tôi sinh ra tôi bị đứa khác nó chửi tôi, nó gặp mặt tôi đi nó khoái chửi nha. Nguyên một đám đông, nhưng mà nó gặp mặt tôi là nó phải chửi. Thì chính vì nó chửi tôi, nó tiếp tục nó lại gây cái nhân xấu cho nó. Các bạn thấy chưa? Cho nên một người bất thiện nó gây cái họa cho 1 tỷ người. Mà một người sống thiện nó gieo cái nhân thiện cho 1 tỷ người. 1 tỷ ở đây là mình nói ít. Chứ nó lây lan không ngừng, không ngừng. Nó là unlimited, nó là countless. Không ngừng, nha. Không ngừng, mỗi phút trôi qua là ta đang gây dựng một chỗ về cho kiếp sau. Mỗi phút trôi qua là ta đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Và trong mỗi phút trôi qua, chúng ta đang gieo họa cho 1 tỷ người khác trong cái cuộc đời này. Hay là đang gieo phúc cho 1 tỷ người khác trong cuộc đời này. Mỗi một phút, tôi nói chậm lại, mỗi một phút. Nha, mỗi một phút mình sống thiện có nghĩa là mình đang gieo cái quả lành cho mình, đúng không? Nhưng mà mình cũng đang gieo cái nhân lành cho bao nhiêu người khác. Đời sau sinh ra người sẽ có biết bao nhiêu người họ nhờ cậy cái phước bố thí của mình, cái phước trí tuệ của mình, cái phước từ tâm của mình, cái phước chánh niệm của mình, cái phước thiền định của mình, cái phước kham nhẫn của mình. Đó, biết bao nhiêu người gián một trực tiếp họ gọi là ân triêm lợi lạc từ cái công đức đó. Còn nếu bây giờ mà mình tham sân si ái mạn kiết nghi bụng xịnh ganh tị, thì ngoài cái chuyện mình gieo khổ cho mình thì mình đang kính đáo gieo họa cho 1 tỷ người khác. 1 tỷ tức là 9 số 0 đó quý vị nha. Mà đó là ít á, chứ đúng là từ 1 tỷ cái này nó ra
ngàn tỷ khác nha. Cứ một tên mà nó làm ác thì nó phải có lúc nó chịu quả, mà nếu cái quả nó trên trời nó rớt xuống thì đỡ quá, nó đang đi trên đường núi đá lăn nó chết cha nó thì khỏe quá. Còn đằng này nó dê với nhà ngát, nó bị thằng khác chém nó đó. Rồi cái đứa chém nó tiếp tục nó bị đứa khác chém lại, và cứ như vậy nó đi vòng 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 vòng. Mỗi chúng sanh luôn luôn mang trong người mình hai cái thùng, một cái thùng thuốc nổ và một thùng diêm. Cái thùng thuốc nổ chính là cái quả bất thiện, và cái thùng diêm chính là cái nhân bất thiện. Tất cả mọi người trên trái đất này, trong cái râm mà đang nghe tôi giảng, mỗi người trong đây đều có mang trong người mình hai cái thùng, một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng diêm. Thùng thuốc nổ là cái quả bất thiện, còn cái thùng diêm là cái nhân bất thiện. Thì chính cái thùng diêm của mình ấy, nó va vào cái thùng thuốc nổ của thằng kia là nó nổ. Mà cái thùng diêm của thằng kia mà nó va vào thùng thuốc nổ của mình là mình bị nổ. Cái nhân, cái tham sân si của mình ấy, nó cứ đi tìm những cái thằng mà bị quả xấu ấy, để mà nó giúp kia rồi trả quả. Mà cái tham sân si của thằng kia nó đi kiếm mình ấy, để giúp mình trả quả. Rồi cái thiện tâm cũng vậy. Cái thiện tâm của thằng Tèo á, nó đi kiếm thằng Tí để nó giúp cho thằng Tí hưởng quả lành. Mà cái thiện tâm của thằng Tí nó giúp cho thằng Tèo gieo luôn cái nhân lành. Nhớ cái đó. Khi mà một người mà gặp được Đức Phật không, thì mình mà cái gương mặt của Ngài, giọng nói của Ngài, trí tuệ của Ngài, từ bi của Ngài, đức độ của Ngài làm cái điều kiện để cho người ta có tâm thiện. Gặp được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, chính cái hạnh lành đức độ của các vị đó tạo điều kiện cho người ta có thêm cái tâm lành. Còn một người mà bất thiện đó lại là tạo điều kiện cho người ta bất thiện. Mình gặp cái người đó là tự nhiên mình bủng xỉn nè. Tôi nè, có nhiều người ngộ lắm. Chính bản thân tôi nè, có nhiều người tôi gặp mặt họ đó, một cái cọng dây thun tôi cũng không muốn cho nữa. Tôi gặp mặt tự nhiên tôi ghét rồi. Lạ nữa đó. Tôi nè là người đang nói chuyện đây, mà có người tôi gặp họ đó, tôi không nghĩ ra cái gì mà có thể từ chối của con người đó. Có, tôi đã có gặp người như vậy. Tôi có gặp người như vậy. Tôi gặp mặt họ rồi tôi không tìm được cái món gì mà có thể từ chối trước cái con người đó, trước ánh mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó, cái nhân cách đó. Có. Các vị không tin chứ gì? Các vị về Biến Điện gặp nhiều cái vị sao cho đó. Có nghĩa là mình không có tiếc cái gì hết, chỉ mong làm sao mà mình có thể chuyển hết mọi thứ ở xứ mình đó đem qua cho các vị đó. Nhiều vị chẳng hạn như bây giờ tôi ví dụ như các vị gặp Ngài Pa Ao, Ngài Truyền Sư Pa Ao hay là Ngài Sitagu. Nếu bây giờ mà Ngài nói là Ngài cần cái gì đó mà những thứ đó mình có, thì tôi không nghĩ ra được cái món nào mà tôi từ chối. Tôi không nghĩ ra, tôi phải nói tôi không nghĩ ra. Cái mà tôi quý nhất đó là cái tủ đại tạng của tôi đó, nhà trái tôi ôm tủ cái chạy ra trước đó. Thì nếu mà Ngài lên tiếng thì coi như là tôi bằng mọi cách tôi phải chuyển đi từ Mỹ về cho Ngài. Đó là cái tôi quý nhất. Trong khi đó có những người đó tôi gặp họ, nó do cái nghiệp của họ làm sao tôi không biết, nhưng mà tôi gặp họ tôi chỉ thấy ghét thôi. Thì mình thấy rõ ràng tại sao mà mình ghét họ là bởi vì ngay cái giây phút đó là cái giây phút mà cái quả bất thiện của họ nó đang trổ. Rồi sẽ có một ngày mà khi cái quả thiện của họ nó đang trổ, mình gặp mặt họ tự nhiên mình thương, tự nhiên mình muốn cho họ cái này cái kia. Nhớ nha. Cho nên một người mà sống bất thiện thì từng phút trôi qua mình đang gieo cái nhân khổ cho mình đời này đời sau. Và chẳng những vậy, mình còn đang gieo cái nhân khổ cho người khác. Còn nếu mà từng phút trôi qua chúng ta sống thiện, sống lành, sống đẹp, thì chúng ta đang kín đáo, lặng lẽ, âm thầm gieo cái nhân lành, nhân vui cho mình đời này đời sau, cho người khác nữa. Nè, nhớ nha. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong từng phút hiện hữu của mình. Và tôi nhắc lại, mà tu hành là lánh ác thành thiện, đúng rồi, nhưng mà cẩn thận ngay ở trong cái thiện đó. Mình hãy nhớ kiểu thiện nào nó sẽ dẫn đến quả lành nào, chứ không phải giống nhau y chang đâu quý vị. Muốn đời sau đắc lẹ, đắc nhanh, tu hành không trở ngại, thì ngay bây giờ dẹp bớt những trở ngại trong lòng mình. Đây là câu thực chú phải xâm lên người. Muốn dòng luân hồi không gặp những trở ngại, muốn khi đắc đạo không gặp trở ngại, thì ngay bây giờ mình dẹp bớt những gai góc
những chướng ngại vật ở trong lòng của mình, là đó là cái gì? Là ganh tị, là bủn xỉn, là tị hiềm, là hờn giận, là nội kết, là oan trái, để dẹp bớt cái đó. Tham càng nhiều, sân càng nhiều, si càng nhiều, phóng dật càng nhiều, thất niệm càng nhiều, ganh tị càng nhiều, bủn xỉn càng nhiều, thì đời sau dòng luân hồi đó gặp trở ngại càng nhiều. Và nếu đủ duyên chứng thánh đó, trầy trật gian lao, trầy vi trốc dậy, máu lệ đầy người trước khi đắc. Còn nếu bây giờ mà mình bớt được mấy cái đó, mà càng nhiều cái từ bi trí tuệ, cảm thông thương yêu bao dung đấy, thì khi mình mà trong dòng luân hồi mà chưa đắc đạo đó, thì đời sống nó cũng trơn tru hanh thông, mà khi mà đắc đạo nó cũng sướng, nó đỡ cực. Và khi đắc rồi đó là cái phước điền cho người khác đấy. Trong khi đó có nhiều người đắc đạo rồi đó, chưa kịp là phước điền mà là cái gây họa cho người ta nhiều. Bởi vì lúc đó mình là la hán mà, nó gặp mình nó ghét là chết nó rồi, nó gặp mình nó chửi là chết nó rồi. Rồi gặp một vị la hán mình cúng một cái củ khoai củ sắn là coi như công đức vô lượng. Đằng này nó gặp mình nó không có chịu cho mà nó nhìn nó thấy ghét này. Nhớ cái đó trong kinh nó kể ngày Maha Kacchayana ở trong chú giải. Trong chú giải ghi như thế này. Ngày Maha Kacchayana ngày đẹp lắm. Chắc chỗ này tôi hơi lạc đẹp chút. Tại sao ngày đẹp? Là ngày cách đây 100.000 đại kiếp, ngày gặp một Đức Phật quá khứ. Này, ngày thấy Đức Phật đó tuyên dương một vị đệ tử là đệ nhất luận nghĩa. Đây có nghĩa là khả năng mà giải thích rộng rãi những Phật ngôn vấn tắc. Ngài nghe ngài thích quá đi. Ngài mới nguyện đời sau ngài cũng được gặp một vị Phật và cũng trở thành một cái vị thánh mà có cái thánh hạnh như vậy. Và cái hạnh đó là cái hạnh của người có trí, người thông minh. Họ mới thích cái hạnh lạ này. Cái hạnh là đệ nhất luận nghĩa, có nghĩa là đệ nhất về cái khả năng mà là giải thích rộng rãi những gì được Phật nói vắn tắt. Và với cái chủng tử mà trí tuệ, cho nên đời đời ngày ngày cũng bố thí, ngày cũng trì giới, cũng thiền định, nhưng mà bằng cái não trạng của cái bậc đại trí. Cho nên ngài làm phước khác cái người bình thường. Người bình thường là họ làm phước là vì cảm hứng nhất thời, còn ngài là người thông minh mà. Khi ngài làm phước thì nghĩ đến nhiều cái khía cạnh hay ho của cái hạnh phúc khí. Cho nên khi ngài sinh ra lúc nào cũng giàu, khỏe, đẹp, khôn. Giàu, khỏe, đẹp mà khôn. Đó, nó lạ vậy. Bởi vì thường sống với trí tuệ mà. À, rồi đến cái đời mà Phật, khi mà cái việc Phật đầu tiên mà ngài gặp được, ngài cúng dường 7 ngày để trang bị tâm tư, rồi bắt đầu mới học nguyện. Rồi gặp mấy đời Phật sau đó, ngài gặp mấy vị Phật sau đó, thì ngài cúng những cái đặc biệt lắm, cúng hoa, ngài dâng hoa với một cái tâm nguyện là trước là cầu quả giải thoát, sau là đời nào sinh ra người cũng dễ câu chứ. Dễ coi nghĩa là việc. Còn mình á, mình mong đẹp để mà hưởng thụ rẻ tiền. Đấy, tào lao nhà quê sến sẩm. Còn ngày ngày mong là đời sau sinh ra lúc nào cũng dễ nhìn, nó dễ làm việc, dễ làm việc làm. Rồi đến đời Phật Ca Diếp thì ngài là người bỏ ra tiền để mà đúc lấy vàng, đúc gạch để mà xây tháp. Và người nguyện đời đời sinh ra người ta nhìn ngài cảm giác giống như người ta nhìn đống vàng khối vậy. Là nhìn là phải khoái liền. Để gì? Để dễ làm việc. Đến cái đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài là sinh ra làm một cái vị gọi là đại quan, một cái chức vụ mà tương đương với gọi là thủ tướng đó. Trong kinh là Purohita đó, tương đương với thủ tướng mình. Mà ngài đẹp lắm, rồi chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt là ngày kia mà ngài gặp Phật rồi chỉ có một thời pháp ngắn, và ngài lập tức ngài đắc chứng toàn bộ những gì mà một vị tinh văn có thể chứng đắc, gồm có lục thông và bố trí vô ngại trong vòng nháy mắt. Mà ngài đẹp lắm, ngài đẹp đến mức mà nhiều được trong kinh nói rõ là trong 80 vị đại đệ tử của Thế Tôn, 80 vị đại đệ tử của Thế Tôn thì không có một cái vị nào mà đẹp như là ngài. Đẹp, đẹp như ngài. Và trong kinh nói rất rõ, nói một tiếng Pali tôi đọc là có rất nhiều lần mà khi mà ngài
người ta thoáng gặp ngài ở một cái nơi chốn nào đó, người ta nói là sát tha gặp tổ tiên, người ta nói với nhau, người ta kháo với nhau, người ta rỉ tai nhau là sát tha gặp tổ tiên. Ô, bậc đầu sư đã đến rồi, Đức Phật đã đến rồi, đẹp như vậy đúng không? Đẹp như vậy, tức là ngài không có đủ 32 tướng tốt gì Đức Phật, mà ngài đẹp đến cái mức mà sát tha gặp tổ tiên. Ôi cha, bữa nay Đức Thế Tôn đã đến đây rồi, bữa nay Thế Tôn đã đến rồi, bậc đầu sư đã đến đây rồi, đẹp như vậy đó các vị, đẹp như vậy đó. Ừ. Cho nên là nó lại xảy ra, từ cái đẹp nó lại xảy ra những cái sự cố. Ừ. Là có nhiều người họ nhìn ngài bằng dục tưởng, bằng cái tâm, bằng cái tâm tư dục dục. Ừ. Và chính vì họ nhìn mà ngài vậy, cho nên họ đã, nó mới xảy ra một sự kiện đáng tiếc là có cái ông công tử nhà giàu triệu phú, ông thấy ngài đi bát đẹp quá đi, ông thấy cái da ngài, ông nói ước gì nếu mà ngài là nữ ông sẽ lấy ngài làm vợ, còn nếu mà còn không nữa thì vợ ông mà được như ngủ đêm sáng ngày được như ngài thì hay quá. Thì khi mà ông nhìn ngài bằng cái suy tư mà dục tưởng như vậy thì trực tiếp một trước, bây giờ thì mình nghĩ về ngài bằng tâm bất thiện thì không sao, nhưng mà trước mặt ngài trực tiếp thì lại khác. Khi mà ông có cái tâm bất thiện như vậy thì lập tức ông thay đổi giới tính trong tích tắc. Cái chuyện này bà con cũng có tin, nhưng mà tôi kể luôn nha. Trong tích tắc ông từ nam ông chuyển nữ, mà trước khi mà ông từ nam chuyển nữ ông đã có vợ hai con. Bây giờ ông từ nam mà chuyển nữ thì ông lại bỏ xứ ông đi, mà ông nhiều cũng ông bằng mũi con cũng được, cho nên có người mới cưới ông về. Mà lạ lắm, kiểu chuyển giới như vậy để chuyển luôn cái tâm tư luôn, tâm tắc nó thành nữ, lấy chồng lại có hai con. Rồi về sau ông gặp được người bạn cũ thì ông mới kể lại cái chuyện, người bạn mới nói rằng về sám hối với ngài, nếu bây giờ mà ông có ý muốn, bây giờ cô muốn quay lại mà cái hình hài cũ thì trở lại sám hối với ngài, thì trở lại sám hối với ngài, thì ngài vừa nói cái lời tha lỗi cho ông thì ông lập tức từ nàng chuyển qua chàng. Ông rộn chán quá, ông tu đặt a la hán, mà trước khi mà ông đắc hạnh thì mấy vị tỳ kheo mà biết chuyện riêng ông hay đi theo hỏi, có khi hỏi về tò mò, có khi hỏi về trêu chọc, hỏi về chứ trong bốn đứa con, hai đứa do vợ của ông sanh ra và hai đứa do chính ông sanh ra đấy, thì ông thương cái cặp nào hơn, thì ông nói thì của mình rứt ruột, mình sanh ra mình thương hơn. Đấy, cứ nghĩa là bốn đứa ông chia ra hai nhóm, cái nhóm mà do vợ ông sinh ấy, thì ông không, cũng thương lắm nhưng mà không có thương bằng cái hai đứa mà do ông sinh ra trong thời gian ông làm nữ. Rồi đến một ngày kia ông đã A-la-hán. Thì có mấy vị khách xa về họ cũng nghe chuyện lạ, cũng tới họ cũng hỏi y chang vậy. Hỏi ông thì ông nói rằng đối với ta bây giờ thì nhất thiết chúng sinh, tất cả chúng sinh trong đời muốn giết ta hay là con ruột của ta thì ta đều có gì nhau. Thì nhiều vị họ hỏi Đức Phật cái thánh nhiều quá chứ, cho nên khi họ nghe như vậy là họ cứ nghĩ rằng là vị này khoe nổ, mới vào họ mới thưa với Đức Phật, nói rằng chúng con vì tò mò hỏi vậy thôi, mà ông ngẩn phán câu nghe ghê quá, ông nói bây giờ ai cũng coi giống nhau hết trơn, đối với con đó là giống như là thậm sinh ấy. Khoát lát Đức Phật nói không, con trai của Như Lai đã là một bậc thánh, vì ấy nói những gì có thật. Và các vị biết rồi, các vị biết trong chú giải ghi cái này mới khiếp, là khi mà ngài thấy rằng cái ngoại diện của ngài mà coi như để lại một ít hệ lụy cho đời đó, cho nên từ đó về sau khi mà ngài xuất hiện trước đám đông nên ngài dùng cái thần lực ngài chú nguyện cho nó bớt đi, cho nên đừng nổi bật nữa nhớ nha. Và có vô số, trong kinh nó vô số người chỉ vì nhìn cái hảo tướng của ngài Mahakacchaya đó, mà gọi là ca chiên viên đó, mà đến với Phật pháp, giọng nói của ngài, phong thái của bậc đại thánh, mà cộng với cái hảo tướng phi thường của ngài, như Phan An Tống Ngọc vậy đó, tràn xanh bên bạo đẹp vậy đó, dễ hoàn pháp, dễ lắm. Tôi bây giờ mặt mũi mà như thầy Pháp Hòa đó là kiểu như là tôi khỏe rồi đó. Giọng nói được như thầy Nhật Tư đó, là như thượng đội chắc đắn đó, là coi như là bị bỏ nhà đi rồi hả. Độ đừng biết bao nhiêu cái đâu bị chúng nó đẹp, nó chửi như là chửi con. Thì cho nên tôi muốn nói một điều trong, đặc biệt trong cái bài giảng trưa nay, đó là trong từng phút trôi qua khi chúng ta sống ác là chúng ta đang gieo mầm khổ cho mình đời này kiếp sau. Đúng rồi,
mà trong từng phút sống ác, chúng ta đang gieo mầm cổ cho người sao, cho người khác, trong đời sao kiếp khác. Và cái sự tiếp nối ấy là vô tận, vô tận, không có điểm dừng, nhớ nha. Và khi chúng ta sống thiện ấy, đấy, sống thiện, khi chúng ta quan tâm đến pháp môn nào, quan tâm đến bộ kinh nào, quan tâm đến vấn đề giáo lý nào, chúng ta sống nhiều với cái hạnh lành nào, thì chúng ta đang kính đạo, gieo cái chủng tử giác ngộ của mình, đúng. Nhưng mà chúng ta cũng đang gây dựng một cái kiểu đi cho mình trong cái bước luân hồi, và chúng ta cũng dọn đường cho cái kiểu chứng thánh trong cái kiếp cuối cùng. Đấy. Và khi đắc rồi, chúng ta là phước điền cho người ta. Miếng ruộng của chúng ta, miếng ruộng phước đó lớn hay nhỏ. Đấy. Có nhiều vị cái La Hán là phước điền, nhưng mà khổ một chỗ, miếng ruộng nó không có đẹp, cho nên nó là ta không muốn tới ta trồng mà ta đi ngang ta chê hay nhiều, thì lúc bây giờ cái ruộng nó không còn cái tác dụng mà tích cực, nó không còn nữa. Đấy. Mà nó chỉ còn là cái tác dụng tiêu cực nha. Đi ngang cái miếng ruộng mà có đẹp, miếng ruộng tốt thì người ta ưu tiên nha. Cái người nông dân ưu tiên miếng ruộng tốt, còn miếng ruộng mà nghe ta nhìn nó hơi kỳ kỳ đấy, cái người ta hơi nạn này. Như vậy vô tình mình làm mất dịp để mà chúng sinh gieo trầm công đức. Mà tại sao nó ra cái sự tình đáng tiếc đó, là bởi vì cái kiểu tu của chúng ta trong đời xưa kiếp trước đó. Chính cái đời xưa kiếp trước nó mới tạo ra cho mình cái đời sau kiếp khác. Nó ra cái kiểu đó, luân hồi đó, thì khổ mình khổ người, mà tới hồi đắc rồi đó thì não sạch bắt rồi đó, mà cũng tiếp tục nghĩa là cái họa cho người ta. Cho nên có nhiều vị thánh tội nghiệp lắm, đắc xong rồi là thăng một đường lên núi cao rừng thẳm ở luôn lên trên, chứ còn mà xuất hiện dưới đây nó là gieo họa cho người ta, rồi bị thấy thương. Mà cái đó mà ai mà gặp được đó, để mà quỳ lại cúng dường công đức vô lượng, nhiều vị tội nghiệp lắm do cái quả xấu đời xưa đó. Cho nên bây giờ tuy đủ duyên chứng thánh, nhưng mà nhìn kỳ đó, giọng nói rồi mặt mũi rồi cái tiên phong đạo có cũng có, mặc dù lúc nào cũng chánh niệm trí tuệ đầy ắp, đạo đức lên tới trời, nhưng mà cái vẻ ngoài, cái ngoại diện kỳ đó, là nhớ nha. Ok, nói nhiều mà không hiểu cũng vậy, nói ít mà hiểu mà thấm thì nói bao nhiêu cũng là đủ. Chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị lại tuần sau. Ok. Cảm ơn sư. Dạ, con cảm ơn sư. Xin chào sư ạ.